Yêu nhau gần một năm mà không chịu gặp nhau. Yêu nhau gần một năm mà không chịu gặp nhau thì phải làm sao ạ? Thế chịu rồi. Thế chắc yêu trong tư tưởng à? Yêu trong tư tưởng à? Thế xong rồi là có phải tặng quà không? Tức là bình thường người ta yêu nhau, người ta gặp gỡ nhau, xong rồi người ta đi chơi với nhau kiểu như là tiền trao cháo múc ấy nhầm. Ý là kiểu như là có qua có lại. Không nói thế kiểu hơi xôi thịt. Ý là ý là người ta gặp gỡ nhau thì những cái thủ tục trong chuyện yêu đương nó bình thường đúng, ấy. Ví dụ như là anh đó qua đón em đi chơi, xong rồi tặng quà nhau, xong rồi giận dỗi nhau thì dỗ dành nhau. Thế bây giờ mình bị mất cái phần đi chơi, thế mình có phải tặng quà không? Hay là nó dỗi thì mình có phải dỗ không? Hả? Nên nó phải công bằng chứ. Bây giờ mình tình đồng chí tình đồng chí à? Hay như thế nào? Chứ bây giờ phải có qua có lại chứ. Bây giờ ta mất phần này thì mày cũng phải mất phần kia chứ. Bây giờ mày lại muốn ăn cả đúng không? Gặp tao thì mày không muốn gặp nhưng mà sao không ăn bánh trả tiền không phải? Nói thế thì sai rồi, đấy là cái mối quan hệ khác. Tức là bây giờ gặp tao thì không muốn gặp, mày thì vẫn muốn nhận đầy đủ cái quyền lợi của mày, tao lại không được là như nào? Sao mà như thế được đúng không? Chị này hay nhầm thế. Ừ, dạo này chắc là lâu không nói chuyện hay sao, hay nhầm quá chứ cả. Chị em yêu một người mà mỗi lần dỗi kiểu nó bảo em dỗi anh à này nọ, xong mỗi lần nhắn tin em toàn phải nhắn tin trước, không là nó chả nhắn tin cho em, liệu có lên yêu nữa không á? Em yêu một người mà mỗi lần dỗi nó bảo em dỗi anh à này nọ. À, mấy cái thằng thao túng tâm lý, mấy cái thằng mà kiểu như là em mà dỗi nó là nó dỗi ngược em đúng không? Nó kiểu như là nó làm mình làm mẩy, xong rồi kiểu như là giống như mấy cái đứa con gái mà hay thao túng tâm lý mà gì anh quát em à quát to thế á, kiểu vậy á. Đấy nên là thôi, nếu mà như thế thì tức là cái địa vị của em, cái vị trí của em trong cái mối quan hệ đấy nó không cao. Người ta cũng không có quá xem trọng em hay là tôn trọng em á. Chia tay mẹ đi. Mama boy á? Không, chả liên quan gì mama boy cả. Các bạn biết mama boy là gì không? Các bạn chưa gặp mama boy bao giờ đúng không? Mình gặp rồi nhưng mình khiếp lắm. Mình sợ lắm, mình cũng gặp nhiều chứ không phải là ít. Tức là có những người thì là kiểu mình tìm hiểu, và có những người là kiểu bạn bè thôi, gặp thôi chứ không phải là mình yêu đương gì người ta cả. Nhưng mà qua cách nói chuyện của người ta hay là cư xử người ta, mình biết người ta là mama boy ấy. Mama boy thì mình tức là mình nghĩ là người con nào thì cũng yêu mẹ thôi, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Thằng nào không yêu mẹ thằng mất dạy thôi, không nói đúng không? Yêu mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng mà có nghe lời mẹ răm rắp hay không, hay là mẹ bảo đứng thì không dám ngồi không thì nó là chuyện khác. Tại vì con trai kể cả là yêu mẹ đi chăng nữa thì mình vẫn phải có cái chính kiến của mình và có quyết định của mình. Chứ bây giờ dắt bạn gái về mẹ bảo đâu con này không được đâu, không đẻ ra đâu con ơi, nhìn trông gầy gò ốm yếu lắm, trông không mắn đẻ đâu, con gái người ta phải có da có thịt chứ mẹ thấy con này không được. Rồi là kiểu như là ăn uống nó chả biết mời gì cả, thôi bỏ đi cái bỏ luôn đấy, kiểu vậy. Ví dụ như là mẹ cảm thấy cái gì không có vừa ý vừa mắt cái mẹ bảo bỏ nó cũng bỏ luôn, không có chính kiến của mình ấy, là không có quan điểm của mình, không biết bảo vệ những cái mà mình cả quan trọng với mình ấy. Cái gì nghe mẹ thì cũng không được. Tại vì thực ra thì mẹ thương con, nhiều lúc mẹ thương con nhưng mà mẹ không có ở vị trí của con nên là chưa chắc mẹ đã hiểu được ấy. Mẹ chỉ quan sát ở cái vị trí của mẹ thôi và mẹ nghĩ là cái đấy tốt cho con, nhưng mà chưa chắc nó đã tốt đúng không? Mình là đông con trai mình phải có cái vốt chia tay đâu, đang nói thế chứ làm gì có ai hỏi đâu mà vốt chia tay, ông quen mồm mà kìa. Chả có ai hỏi gì chứ, tôi bảo vốt chia tay giờ ơi đấy. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Có nên gồng mình vì mối quan hệ một chiều? Nắng ơi, crush mình là đứa overthinking hướng nội, cũng mới chia tay người yêu nên là người ta chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới, hay suy nghĩ lung tung rồi khóc. Mình lại không biết cách nói chuyện an ủi Nắng à. Hôm trước mình cũng nói vài câu an ủi lấy lòng được người ta rồi, hôm chủ nhật này call xuyên đêm, rồi chiều còn được người ta chủ động call video xem người ta make up, mà hôm thứ hai kiểu ăn nói tào lao không hay nên giờ bị kiểu người ta xa lánh, kiểu không muốn nói chuyện nữa. Giờ mình nên làm sao đây ạ? Thật ra thì bạn nên cố ở một mức vừa phải thôi á. Người ta đã không thích bạn rồi á thì bạn cố quá nó hiệu quả nó không cao mà rất là mệt ấy. Bạn có suốt ngày làm hài lòng người ta được không? Mối quan hệ nó phải đến từ hai phía. Mình đồng ý với bạn là bây giờ bạn đang là người đi thích người ta thì bạn sẽ phải cố gắng hơn một xíu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có giới hạn ấy. Chứ bây giờ lúc nào bạn cũng chạy theo người ta, và đấy lúc nào bạn cũng phải để ý từng lời ăn tiếng nói của mình, bởi vì bạn chỉ cần nói một câu nào đấy sai thôi là người ta có thể dỗi bạn được hoặc xa lánh bạn được ấy. Bạn có luôn luôn ở trong cái trạng thái phải đề phòng với cả suy nghĩ trước khi nói được không? Trừ khi là bạn sẽ có được người ta, xong rồi là hai người yêu nhau thì lúc đấy kiểu người ta sẽ thông cảm với bạn, hai người sẽ biết đùa hay là nói chuyện là thoải mái vô tư hơn, nhưng mà cũng chẳng biết là đoạn đấy là đoạn nào. Emotional damage. Nhưng mà nếu mà cái giai đoạn mà bạn cứ phải luôn luôn gồng mình trước mặt người ta quá lâu như thế thì bạn nên suy nghĩ lại. Hoặc là bạn, nếu mà bạn cảm thấy vẫn theo đuổi được thì bạn cứ theo đuổi đi, đến một thời điểm nào đấy bạn cảm thấy là quá sức rồi thì bạn dừng lại. Chứ còn bạn đừng cố gắng duy trì một mối quan hệ
mà mình phải gồng quá lên lâu quá. Chứ bây giờ mẹ cứ lúc đất nào cũng phải kiểu như là khép nép xong rồi để ý từng tí một để nói chuyện với người ta. Mệt chết mẹ thì các bạn không thấy sống như thế mệt à. Ở nhà thì bố mẹ nói thì mặt vênh ngược lên xong chả bao giờ nghe lời bố mẹ. Nói chả bao giờ suy nghĩ sợ bố mẹ buồn đâu. Nhưng mà ra ngoài thì nói một câu cũng sợ gái buồn, cũng sợ nó dỗi. Bây giờ cuộc sống nó vừa phải thôi chứ đúng không? Mình nghĩ là một mối quan hệ mà có thể yêu đương được thì hai người nên tôn trọng nhau, với cả nói chuyện với nhau nó phải có sự thoải mái. Chứ mà ông gồng lên không yêu được đâu. Chứ mình cũng có gặp mấy người mà kiểu người ta ở cái khoảng cách xa mình quá, ví dụ người ta xa mình quá hoặc là cuộc sống của hai người quá khác nhau, mình không nghĩ nó có thể yêu được. Thế là em mới chia tay với người yêu 2 năm vì lý do bạn ấy hết yêu em á, thì chịu thôi biết làm nào. Thì các bạn không nghĩ đến điều đấy từ lúc các bạn mới yêu à? Lúc mà các bạn bắt đầu yêu ai đấy thì các bạn phải hiểu được cái vấn đề là tình yêu nó là chuyện từ hai phía. Cho dù ngày mai các bạn còn yêu người ta tha thiết, có thể làm tất cả mọi thứ vì người ta, các bạn hy sinh vì người ta được luôn, nhưng mà nó không yêu các bạn thì cũng chịu thôi. Đấy là cái chuyện đến từ hai phía, đó là cái chuyện mà không kiểm soát được, chả biết được như thế nào ngày mai nó có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, người ta hết yêu các bạn hoặc người ta yêu người khác như thế nào đấy. Các bạn phải chuẩn bị tâm lý cái đấy từ cái lúc mà bắt đầu bước vào chuyện tình cảm rồi chứ, đúng không? Đúng. Đằng đây các bạn cứ nghĩ cuộc sống màu hồng, tức là hôm nay nó yêu các bạn thì cả đời nó yêu các bạn, kiếp sau nó vẫn yêu các bạn thôi, thề sống chết của các bạn, nó không bao giờ có người khác đâu, mai nó vẫn có người khác bình thường. Các bạn không hiểu điều đấy hay các bạn không chuẩn bị tâm lý sẵn cho cái điều đấy, đến lúc tự dưng người ta yêu người khác cái hay là hết tình cảm ấy, các bạn thẫn thờ, các bạn hụt hẫng, các bạn lên đây các bạn kiểu như là khóc lóc rên rỉ với mình làm gì được cái gì đâu, mình chả làm được cái gì, mình chỉ có thể an ủi được các bạn thôi, thậm chí là nói những cái lời như sát muối vào tim vậy, đúng không? Vết thương đang rỉ máu sát thêm tim muối nữa, xót lắm. Nên là cái đấy là mình nên chuẩn bị tâm lý từ đầu đi, đừng có đến cái lúc xảy ra rồi mới bắt đầu kiểu thế à, giờ em mới biết, chết rồi. Đúng không? Cái đấy là phải biết từ đầu chứ. Cháu thì chắc chắn được cả mai nó hết yêu các bạn là chuyện bình thường. Người ta cưới nhau xong rồi ngày hôm nay người ta đám cưới, người ta thề sống thề chết bên nhau, ngày mai người ta yêu người khác cũng chuyện bình thường mà. Đấy là chuyện có thể xảy ra mà. Không có một ai có thể dám chắc chắn với các bạn hay là khẳng định với các bạn là sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Kể cả cái đứa mà nó đầu ấp tay gối với các bạn ấy, nó nắm chân nắm tay các bạn đi, nó thề thốt với các bạn đi, mồm nó nói ra đấy, ngày mai nó vẫn có thể thay đổi được, hiểu không? Cháu thì chắc chắn cả. Nên chuẩn bị tâm lý từ đầu đi. Và khi mà các bạn đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi và các bạn hiểu được điều đấy rồi, các bạn muốn yêu đâu sợ lắm. Chắc con mình tôi là thấy mày rap như tại sao không nên xưng mày tao với người yêu? Mối quan hệ cứ mày tao em thấy nó kỳ kỳ á. Không nên xưng mày tao với người yêu. Trước giờ mình chưa bao giờ xưng mày tao với người yêu cả. Mình cảm thấy nó kỳ lắm. Nó làm, tức là cách xưng hô ấy, nó ảnh hưởng khá là nhiều đến mối quan hệ đấy. Ví dụ như là kể cả hai người mà nam kém bạn nữ tuổi đi chăng nữa mà xưng anh em á, thì cái từ anh ấy nó kiểu như là bạn nam đấy cảm giác là mình lớn hơn, mình trưởng thành hơn, mình sẽ là người che chở cho bạn nữ kia. Tức là ngày xưa mình có yêu một bạn kém mình 1 tuổi rồi nhưng mà vẫn xưng anh em bình thường. Hồi đầu thì cậu tớ thôi. Hồi đầu mà mới kiểu như là nhắn tin, nói chuyện các thứ thì cậu tớ, sau cái đổi ra thành anh em ấy. Lúc đầu nó sẽ hơi bị ngượng ấy, nhưng mà sau rồi đến lúc mà mình cảm thấy thoải mái với nhau rồi thì mình mới xưng như vậy được. Sau này khi mà chia tay thì mình cũng không xưng bạn lại được vậy. Các bạn thì xưng vậy thôi chứ mình cũng không xưng lại vậy được. Nhưng mà mình nghĩ là xưng hô nó khá là quan trọng. Còn nếu mà mày tao thì hai người sẽ tự cảm thấy đối phương bớt ý là sao nhỉ, sử dụng cái từ gì ta, cũng không phải là kiểu tôn trọng đâu, sao ta, là trong nhiều trường hợp mình sẽ không cảm thấy ok lắm, mình không biết dùng cái từ gì nữa. Nhưng mà cái xưng hô rất là quan trọng ấy. Người yêu con bạn em trong lúc tức mà nó nói cút với con bạn em có nên khuyên nó chia tay không chị ạ? Thực ra thì nhiều khi mình là người thấy vấn đề với câu nói đấy chứ người ta lại không thấy vấn đề á. Cái đấy thì chị nghĩ là tùy bạn em thôi. Tức là mình cũng không cần phải khuyên gì, trừ khi là người ta hỏi đến mình thì mình trả lời thôi. Tức là nếu người ta xin lời khuyên của mình hoặc là người ta hỏi là mình cảm thấy như thế nào, nếu mà mình là nó thì mình cảm thấy như thế nào thì mình trả lời. Chứ còn người ta vẫn đang chấp nhận được và yêu đương được, cái tự dưng mình vào mình khuyên, bên ngoài mình là người cảm thấy kiểu như thế rất là vô lý, và tại sao mà vẫn yêu được một người như thế nhưng mà người ta lại cảm thấy đấy là bình thường thì sao, đúng không? Đúng, đúng. Ví dụ mình là người nhạy cảm một cái những cái từ mà kiểu như là câm hay là gì gì đấy kiểu rất là gây sát thương với mình, nhưng mà đối với người ta thì lại bình thường. Ai biết được, mình có thể là nếu mà thấy cái thằng kia nó tồi quá, nó tệ quá thì mình có thể hỏi han bạn mình xem sao. Chia tay, chị khai đi, chắc chị ế nên chị xui pha chia tay cho ế cùng đúng không? Không, mình đã bảo rồi, kể cả sau này mà mình lấy chồng đẻ con thì cái vấn đề của các bạn mà vẫn là cái vấn đề không đáng để tiếp tục ấy, mà cái mối tình của các bạn vẫn là cái mối tình toxic ấy,
là khiến các bạn mệt mỏi và chán nản thì mình vẫn khuyên chia tay bình thường, nó không có liên quan gì đến cuộc sống của mình cả. Và mình là một đứa rất là khách quan, mình nghe câu chuyện của các bạn là mình nghe ở cái góc độ mà người ngoài đấy, không có cảm tính, không có gì gì hết, xem là đúng hay sai. Nếu mà đúng thì bảo yêu tiếp, mà sai thì bảo chia tay. Mà đa phần là các bạn gặp vấn đề, đa phần là các bạn cái mối quan hệ đấy nó đã không ổn rồi, nó kiểu như là nó đã buồn, nó đã chán, nó đã cãi cọ, nó đã thế nọ thế kia rồi các bạn mới tìm đến mình, đúng không? Đúng, đúng. Thì đoạn đấy thì mình chả nói chia tay, chẳng lẽ bảo tiếp tục đi à? Ơ kìa, nó chỉ là cái sự trùng hợp thôi, không phải trùng hợp đâu mà là nó logic ấy, nó đúng là phải như thế ấy. Bởi vì nếu mà các bạn yêu đương mà các bạn tình cảm, các bạn hạnh phúc thì các bạn tìm đến mình làm cái mẹ gì? Trời ơi, thì các bạn đang ngồi ôm nhau, nắm chân nắm tay rồi là đi ăn kem các kiểu rồi, đúng không? Hồ Tây rồi. Chứ làm gì mà phải lên đây để tìm mình? Các bạn lên đây tìm mình là bởi vì tình cảm của các bạn không hạnh phúc, không vui vẻ. Thì vốn dĩ là nó không hạnh phúc không vui vẻ thì mình khuyên chia tay là chuyện bình thường mà, thế chẳng nhẽ bây giờ nhìn thấy người ta đau khổ mình lại cứ bảo tiếp tục đi. Tiếp đi, tiếp đi. Đau khổ tiếp đi, còn đau khổ được nữa thì cứ đau khổ đi, đừng có dừng lại. Chẳng nhẽ nói thế, xong bây giờ bảo chia tay thì lại kêu là do mình gato rồi là này kia. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi.